Dạ. 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 Có thấy có mấy có clip mấy triệu luôn nha. Dạ đúng rồi, nhiều lắm, mấy chục triệu luôn rồi. Dạ muốn chết khô cổ luôn, kiếm chịu mệt đó nha. Ừ, bởi vậy nó bất công, đời nó bất công nhiều thứ quá. Dạ mình giảng quá trời giảng luôn, nó khô cổ luôn, kiếm chịu đi luôn, khó dễ sợ luôn, lên nhảy 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 mấy triệu xíu à, mấy chục triệu. Dạ bởi vậy tôi vẫn nhớ bà mấy triệu phải không? Dạ. Mà buồn dễ sợ nhưng mà nhìn lại thôi thấy con cháu mình thôi. Dạ. Con mỗi ngày rồi. Con mở ra chụp hình chụp hình. Con chụp đi, con lấy máy chụp. Dạ. Rồi. Chụp đi rồi đó. Dạ. Dạ chụp giùm thử coi. Châu Thanh cũng ái mộ thầy, ngày nào cũng mở xem thầy hết. Tại Châu Thanh tu dữ lắm á nghe. Con gì chứ là thiền sư á. Dạ. Thiền sư phụ đó. Đệ tử của sư phụ. Cẩm tiên cũng dữ lắm á nghe. Đệ tử của thầy mà. Bữa nay là gặp gọi là idol rồi nha. Ở Việt Nam. Việt Nam này là hơi dài, là nam là Châu Thanh, nữ là Cẩm Tiên đó nha. Thầy giảng là lấy hơi dài niệm Phật và thầy là giảng Cẩm Tiên với Châu Thanh không ạ. À? Là hết hơi dài thì niệm Phật là nữ là lấy hơi Cẩm Tiên mà nam lấy hơi câu Châu Thanh là niệm. Đang hơi dài. Thì bởi vậy. Khỏe là giọng thầy khỏe. Thầy là quý mà gặp thêm mấy cô chú nghệ sĩ nữa. Cho nên A Di Đà Phật hôm nay á thì nhân cái ngày lễ Du Lan báo hiếu chùa Pháp Thanh. Chùa Pháp Thanh đó là chùa của sư phụ thầy Hòa thượng Thượng Hiển Hạ Pháp, Thượng Hiển Pháp đó là quê đây luôn, mới về đây lập ra cái chùa này. Hôm nay là ngày lễ Du Lan báo hiếu nên đó là mời anh chị em nghệ sĩ thành phố Vũng Minh cũng là Phật tử của chùa mình, đây là chùa sư ông đó, đây là nghệ sĩ ưu tú tài danh Cẩm Tiên, này là nghệ sĩ là số 1, không biết gọi gì luôn á, tức là nam ca sĩ tài danh Châu Thanh. À, là về đây còn có Ngọc Quyền Châu, rồi em này là Châu Ngọc Tiên, là gọi là ca sĩ trẻ tài năng và đương lên mà lên. Xin mời Phật tử ở bên ngoài chúng ta di chuyển vô bên trong để chúng ta chuẩn bị chúng cái ta mới đâm hơi này nghe. Người ta mới đang giới thiệu nha. Rồi đây là Châu Ngọc Tiên, là con của nghệ sĩ Châu Thanh. Cho đó là lên trên mạng YouTube á. YouTube á là vô á là cái trang YouTube á là Châu Ngọc Tiên cái gì ngồi sau nữa, có hai chữ sao nữa. Châu Ngọc Tiên official. Đó là vô trong đó là câu cái là trời quá trời bài luôn rồi. Có bài gọi là bán bánh trung thu nữa chứ. Đó bởi vì ngoài ca ra mà còn đứng bán bánh trung thu luôn á. Nên đó là ủng hộ. Còn đây này Cẩm Tiên với Châu Thanh thì là nghệ sĩ quá lớn rồi. Xin mời quý vị chúng ta ở bên ngoài chúng ta quý vị vô bên trong để chúng ta ổn định. Chúng ta ngồi rất là nhiều luôn. Anh Minh, Tuấn Minh là ảo gia quốc tế đó. Thôi bây giờ quý vị chụp hình luôn đi, em đi. Chúng ta tiếp tục chương trình để chiều mình còn lại Du Lan nữa. Rồi mấy em ơi, bây giờ mời mọi người ai ca trước, ai ca trước, ai ca trước, ai ca trước. Mẹ đây là mẹ của Châu Thanh mà. Chị Châu Thanh mẹ đâu? Mẹ đây. Ba năm nay là 90. Là khỏe không? Là khỏe không? Trời ơi mẹ đẹp lão ghê ha. Bởi vì bà không biết công đức gì mà sanh ra con tài năng quá. Bà thấy không, Châu Thanh là nổi tiếng rồi, không phải trong nước không mà đẳng cấp quốc tế. Chứ không phải là trong nước không mà mấy Mỹ không nghe cả lương được chứ, nghe lương được nghe luôn. Chỉ có Việt Kiều nha, thôi nó Mỹ không biết được nghe cả lương. Như vậy bà khỏe nghe. Đó. Chúc mừng bà năm nay chín mấy tuổi và bà sống vừa vừa thôi, cỡ 101 được rồi nha. Chứ đừng có sống nhiều nữa. Biết lắm không á. 101 đi. Không, 109 đi, 109. Khỏe mạnh luôn nha, không có bệnh, 109. Cho Châu Thanh 102. Cảm ơn thầy. Rồi, anh chúc thầy sức khỏe. Gia đình nghệ sĩ tài danh Châu Thanh, Ngọc Quyền Châu, Châu Ngọc Tiên, nghệ sĩ ưu tú Cẩm Tiên và ảo thuật gia quốc tế Tuấn Minh sẽ biểu diễn vào buổi chiều hôm nay.
xin mời toàn thể quý vị Phật tử còn ở bên ngoài hãy nhanh chân trở về nơi giảng đường, và chúng ta trang nghiêm, không trang nghiêm lắm, vừa vừa thôi, ngồi chỗ nào mà mình thấy á là ngồi được mình ngồi, văn nghệ chứ không phải là nghe giảng, nên cũng không cần chắp tay vậy chơi nha, bình thường thôi, ngồi thoải mái. Ở bên ngoài quý vị cứ vào đây đi nha, chứ nhìn ra nhầm khi nhìn không thấy nghệ sĩ cái về nhà con cái hỏi là má ơi má cổng tiên cấp này đẹp không, có tao nhìn khuất cái máy quay phim không thấy thì sao không. Rồi đó là mẹ ơi mẹ, bà nội Châu Thanh cấp này sao, trẻ hay già cái ta không biết, cái cũng đẹp phải không. Cho nên đó quý vị sẽ còn ở bên ngoài hãy nhanh chân vào bước vào bên trong để chương trình chúng ta được diễn ra trong vòng ít phút. Và hồi nãy thì có quý vị Phật tử nói là bữa nay có Châu Thanh với Cẩm Tiên, thì quý vị Phật tử lại có yêu cầu là Châu Thanh với Cẩm Tiên chích đoạn một chích đoạn mà không biết có được không. Hồi nãy Phật tử yêu cầu vậy đó, cái thầy hỏi chích đoạn gì, là chích đoạn vụ án Mã Ngu cũng được nữa. Là Phật tử hồi nãy yêu cầu vậy đó, thì bây giờ Cẩm Tiên với Châu Thanh nghiên cứu cái đó chút xíu nha. Đó là yêu cầu của Phật tử. Và để mở đầu chương trình vào buổi chiều hôm nay, xin giới thiệu nữ ca sĩ ưu tú tài danh Cẩm Tiên. Con xin cảm ơn thầy. Chùa Pháp Thanh cùng toàn thể quý chư tôn đức tăng ni, cùng bà con cô bác có mặt trong buổi chiều hôm nay, được vì là sức khỏe, thân tâm, an lành. Hôm nay trong một cái tháng 7 là tháng Vu Lan, Cẩm Tiên cũng rất là vinh dự được về chùa để hát cúng dường thầy Trúc Huệ, là thầy của Cẩm Tiên. Ngày xưa Cẩm Tiên quy y ở chùa của thầy. Thầy đặt pháp danh cho Cẩm Tiên là Nguyễn Thanh Thảo. Hôm nay là ngày giỗ của sư ông, cho nên thầy có nói với Tiên là con về đây để bà ở đâu, bà đang ngoài hả? Bà ở ngoài đường. Nhà ở đâu? Con cái đâu? Con cái bà đâu? Trời ơi, có đứa mà nó ở bên Tây, bên Tàu, nó đi mầm mướn. Dạ. Gì, chỗ gì đó. Lâu lâu nó mới về, có gia đình, có vợ, có con rồi. Ồ, dạ, vậy. Tội bà không? Bà ở đâu? Bà ở cái đường này thì là lúc mày nó lâu gần đây á mà. Ở gần đây. Ờ, lúc mày ở gần đây đâu. Mà nghe nói mới lội ghét đi. Trời ơi, thôi không? Trời ơi. Bị hồi đó giờ trời mưa đó. Hỏi trong đầu tiên có gia đình chưa? Tại sao? Không biết đâu. Hỏi này có gia đình. Đang đứng cái bà nghe ca bà hỏi ai ca vậy? Ngang dịch ra đàng hoàng cho tôi coi. Ôi xong cho tôi nghe đi. Tôi dẫn lời cho bà nghe. Trời ơi, đừng về. Khỏe vậy hả? Tôi ở đây chờ ngồi. Sẵn rồi. Bà ngồi lấy bà thôi, bà về nha. Còn bà đét bà ngồi ghế. Rồi, cảm ơn em. Bà không, em nghe em không thấy bà nói gặp Châu Thanh. Em thấy em đét tôi luôn. Chào hết tất cả bà con mình nha. Rồi, đây là nhà. Chụp hả? Lên ha. Để lên nha. Rồi. Đang
này mời em. Cảm ơn em. Ủa anh lại chị kia vô rồi, chị không có đi đâu. Mai nha, chào chứ.